Anh ơi, em chia tay người yêu rồi, nhưng em nhớ bạn ấy quá, anh cho em lời khuyên với. Tình yêu á, bắt đầu thì đẹp lắm, nhưng kết thúc đó chính là sự tổn thương. Nó tàn phá tâm hồn khủng khiếp. Nếu mà đã quá sức chịu đựng của bạn á, thì bạn hãy mạnh dạn buông bỏ nhé. Giống như cốc nước mà đã quá nóng á, thì hãy buông bỏ kẻo bỏng tay. Tình yêu thì cũng vậy bạn à. Trong tình yêu, bất hạnh không phải là không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay. Thà bạn thử một lần từ bỏ những niềm vui nho nhỏ, còn hơn ôm mộng tưởng mỗi ngày, mong ngóng tình cảm nhiều hơn một chút, để rồi tự giận người, giận mình mà không nói được lý do. Ta nên chấp nhận và học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng sống là có được, sẽ có mất. Có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương và cũng có lãng quên. Cuộc đời này còn mênh mông lắm, biển người còn rộng vô cùng. Tâm đôi khi nên tĩnh lặng trước dòng đời quá biến động. Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ là ngày hôm qua. Cái gì á, thuộc về bạn, dù thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ ở bên cạnh bạn. Còn cái gì á, không thuộc về bạn mà bạn cố níu giữ á, thì nó lại càng xa mà thôi. Và bây giờ những gì bạn nên làm là cứ để tất cả diễn ra một cách tự nhiên nhất. Và đừng cố níu giữ những gì xa tầm với. Mây của trời á, thì cứ để gió cuốn đi. Và bây giờ họ tốt như thế nào thì cũng không quan trọng nữa. Tại vì những thứ đó không có thuộc về bạn. Họ tốt với bạn như thế nào thì đó mới đúng là điều quan trọng đó. Bởi những thứ đó thì mới thuộc về bạn.